Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về bộ sao tối phá. Sao tối phá thì thuộc vòng thái tuế, nó luôn nằm trong tam hợp với bộ sao tang môn và bộ sao điếu khách, luôn luôn ở trong cái thế xung chiếu với sao thái tuế. Thế nên thì tổ hợp tuế phá thái tuế là hai cái mặt đối lập với nhau, có rất nhiều tính chất là nó khác ngược nhau. Nếu như sao thái tuế nó là thời thế, thái tuế là vua, thái tuế là xu hướng, thì sao tuế phá nó sẽ mang cái tính là người ta đi ngược lại thời thế, đi ngược lại với vua. Thế nên là mang nhiều cái tính chất là chống đối, nhiều cái tính chất là phản động, nhiều cái tính chất là phản kháng. Nếu như thái tuế ở đây nó thể hiện cho cái sự vững chắc, thái tuế nó thể hiện cho cái sự an toàn, thái tuế nó là sự vững chãi, thông suốt, thì tuế phá nó lại mang nhiều cái tính chất của sự biến động, nhiều cái sự thay đổi. Đặc biệt là khi nó nằm ở trong cái tam hợp của tang tuế điếu, trong tam hợp đó thì có cái bộ sao thiên mã nó cũng chủ cho cái sự thay đổi. Nhưng mà đôi khi cái sự thay đổi nó lại mang nhiều cái ý nghĩa tích cực. Thay đổi ở đây là cái cách con người ta có thể thích nghi được với môi trường. Đây là một cái tính chất mà tam hợp tối hậu phù không có được. Và cái từ phá ở trong sao tối phá ở đây nó giống với cái từ phá ở trong sao phá quân, nó cũng mang cái tính chất là phá cách, mang cái sự khác biệt. Phá ở đây có nghĩa là đập đi xây lại nữa. Thế nhưng khi mà nó đi với tổ hợp tối phá đấy, thì nó lại mang nhiều cái ý niệm cá nhân vào bên trong, nhiều cái suy nghĩ cá nhân vào bên trong. Nếu như phá quân ấy, thì cái cách người ta phá cách này, cái cách mà người ta thay đổi, người ta sẽ hướng đến những cái điều nó tốt đẹp, luôn luôn là muốn cải tiến. Còn tối phá khi mà mang nhiều ý niệm cá nhân vào thì người ta đôi khi là muốn chống đối lại một người do mình không thích người ta, hoặc là mình cảm thấy như là nó không đúng. Thế nên là sao tuế phá nó luôn đi cùng với bộ sao thiên hư. Hư ở đây là hư hỏng, hư nó thể hiện cho những cái sai lầm. Thì rõ ràng là khi mà mình là cái người mà chống lại luật lệ, mình chống lại số đông, thì mình rất dễ gặp những cái sai lầm. Và cái tổ hợp thiên hư nó còn đại diện cho những cái phần, những cái góc khuất về tâm lý nữa, những cái vấn đề trục trặc trong vấn đề tâm lý. Rõ ràng là khi mà mình chống lại số đông, chống lại xu hướng, thứ nhất thì mình sẽ nhận được cái dư luận. Số đông nó chính là dư luận mà, không được cái sự ủng hộ từ dư luận. Thế nên nó sẽ làm cho mình đầu tiên là gây cái sự mặc cảm về vấn đề tâm lý. Thiên hư nó là bộ lục bại tinh. Thế nên là tối phá đi với thiên hư thì nó cũng sẽ có một cái tính chất là bại tinh. Ban đầu đấy, rất dễ gặp những cái thất bại. Tiền trở hậu thành là cái tổ hợp mà tối phá thiên hư, có phần giống với cái tổ hợp của sao phá quân. Sao tối phá thì mang hành hỏa. Thế nên cái mẫu người tối phá chúng ta sẽ thấy được cái sự nhiệt tình của họ, nó năng động hơn nhiều so với bộ sao tang môn. Người ta cái tính đấu tranh quyết liệt nhiều hơn so với bộ sao điếu khách. Tiếp theo thì mình nói về một số cái đặc điểm hình dáng của bộ sao tối phá. Tối phá trên cơ thể thì nó đại diện cho bộ răng. Thế nên cái người có tối phá thiên hư ấy, thường cái răng nó không được đẹp lắm, dễ bị nhổ bỏ này. Cái phần giọng nói nó sẽ vang này, ồm ồm này. Và tổ hợp thiên hư thì nó lại đại diện cho vấn đề về thận. Đấy, người có thiên hư ở mệnh thì thường là hay có cái bọng mắt này, quầng mắt nó hơi bị thâm này. Vấn đề thận ở đây nó sẽ chia ra làm 3 phần. Thứ nhất là thận âm này, thận dương này, và cái thận cơ học ở bên phương Tây, cái vấn đề liên quan đến lọc các cái chất độc hại trong cơ thể đấy. Thì nó sẽ có thường là mắc 3 cái loại đó, thì một trong 3. Và đấy, thiên hư ở mệnh đúng không? Nó đại diện cho cái vấn đề mà khí huyết trong cơ thể nó bị hư hao đi. Thường thì cái người có thiên hư thì cái phần mà giọng nói nó dễ bị hụt hơi. Đấy, cái khí ở trong cơ thể, khí ở trong phổi nó không được nhiều. Phần thứ ba thì mình nói về cái đặc điểm tính cách của bộ sao tối phá. Thì đầu tiên nổi bật lên là cái tính hỏa của bộ sao tối phá. Thế nên chúng ta thấy cái mẫu người tối phá thì rất là năng động, rất là nhiệt tình. Cái mẫu người cũng hay làm việc bao đồng. Đấy, cái mẫu người cũng hay quan tâm vào chuyện của người khác. Đấy, cái tính đôi khi quá nhiệt tình là như vậy. Nếu như thái tuế nó là luật lệ thì cái người sao tối phá sẽ là cái người mà đi giám sát những cái người mà làm luật đó. Ví dụ như trong cơ quan, trong công ty nó sẽ có những cái luật lệ ban xuống, thì đấy, cái người tối phá luôn luôn là cái người mà đi soi xét những cái luật lệ, những cái điều lệ đó, thì soi xét những cái người mà ra cái mệnh lệnh đó. Họ sẽ là cái người mà đứng ở cái phe đấu tranh để bảo vệ những cái tầng lớp thấp hơn. Và cái mẫu người tối phá này là một cái mẫu người có cái hệ thống tư duy ngược. Tuế phá nó luôn xung với thái tuế mà. Thái tuế là xu hướng, thì cái người tối phá luôn luôn là tìm cái con đường để chúng ta đi ngược lại.
với một cái quan điểm là diều bay ngược gió là sẽ bay cao hơn. Và khi mà con người chúng ta đi ngược gió, đi ngược chiều, thì thứ nhất là sẽ vất vả hơn rất nhiều. Hay chúng ta thấy cái cách mà thiên mã mà đi với tuế phá là cái cách mà ngựa đi ngược chiều. Đúng không? Người ta cứ gọi là đi ngược, đạp ngược cái dư luận để người ta đi. Đấy. Đi ngược theo cái xu thế của thời đại, đó chính là tuế phá. Nó cũng thể hiện một cái phần là cái sự chống đối này, cái sự phản kháng này, có phần là thể hiện cái sự ngang ngược. Đặc biệt là trong cái giai đoạn đầu đời đấy, người có sao tuế phá này, cái mẫu người rất là năng động đấy, nhưng mà cái tính nó sẽ là có một chút gì đó chống đối đấy, đặc biệt là cũng hơi 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 nghịch ngợm đấy. Trong tam hợp có thiên mã, và đây sẽ là cái mẫu người mà họ dám thay đổi. Cái từ phá ở đây nó mang cái tính chất là phá cách, sẵn sàng đập cái cũ đi thay vào đó là cái mới. Cái khả năng thích nghi của cái tam hợp này nó cũng mạnh hơn so với cái tam hợp tối ưu phù, và đây cũng sẽ là cái mẫu người mà họ thích cái sự tự do hơn. Nếu như đấy nó đối nghịch với cái tam hợp của tối ưu phù là cái tam hợp của kỷ luật, thì đây sẽ là cái mẫu người mà không thích cái sự kỷ luật quá, đặc biệt là người ta sẽ không thích áp đặt lên người khác. Mặc dù đây là cái mẫu người mà họ có cái tôi cũng khá là cao, nhưng mà sẽ khác so với cái tôi của tam hợp tối ưu phù. Tối ưu phù là những cái người mà ban bố cái mệnh lệnh, là cái mẫu người kỷ luật, đôi khi là để họ giữ cái sự tự tôn của mình, họ sẽ áp đặt lên người khác. Còn cái tôi của tối phá thì đây là cái cách người ta khẳng định cái bản lĩnh của mình, thể hiện cái sự khác biệt của mình đấy, và họ sẽ không bao giờ là áp đặt lên người khác đấy, không thích cái sự luật lệ, không thích những cái sự gò bó nhiều đấy, và cái dấu ấn cá nhân nó được thể hiện rất là đậm nét ở cái tổ hợp mà tối phá. Thích cái sự khác biệt này đấy, không muốn mình giống với mọi người quá này, thế nên là chỉ còn một cách là mình đi ngược lại với mọi người thôi. Thích cái sự nổi bật này, nhưng mà họ vẫn có được cái sự thấu hiểu đấy, có được cái sự đồng cảm. Mà cái tam hợp này rõ ràng sẽ là một cái tam hợp mà cái mẫu người sẽ mang nặng cái vấn đề về tâm lý, sống nặng về vấn đề tình cảm. Tuế phá thì nằm trong tam hợp tăng đối điếu. Trong tam hợp này thì có đến hai bộ sao là nằm trong bộ lục bại tinh, mà hai bộ sao đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều bởi vấn đề về tâm lý. Tang môn chủ cho suy nghĩ, thiên khốc thiên hư chủ cho những cái uất ức, chủ cho những cái thiệt thòi thầm kín ở bên trong, nó thể hiện cho cái tiếng khóc này, tiếng thở dài, những cái tâm sự không giải bày được cho ai cả. Thế nên nó thể hiện đây là cái mẫu người mà cái tâm lý của họ bất ổn, cái mẫu người mà đa sầu đa cảm, bất ổn về mặt tâm lý, khó kiểm soát được cái tâm lý. Thế nên thì trong công việc cái mẫu người này đấy, cái phong độ nó sẽ dễ thất thường. Vì cái mẫu người mà khi mà đặt cái tình cảm ở trong công việc đấy, thì rõ ràng là khi mà chúng ta gặp những cái thất bại hay là chúng ta gặp những cái biến cố thì nó ảnh hưởng đến cái phong độ rất là nhiều. Tuế phá thì cái tính chất của nó giống với cái tam hợp của tàng tuế điếu, là cái mẫu người mà dễ bị bất mãn ở trong cuộc sống. Bởi vì họ là cái mẫu người sống nặng về vấn đề tinh thần. Và ở cái thế là tăng tuế điếu, người ta là cái người có năng lực, nhưng mà rõ ràng người ta thường là sẽ không làm hết sức mình. Cái thế rong chơi, cái thế là hơi lan man. Thế nên là sau một thời gian đấy, nó sẽ có cái sự chênh lệch khoảng cách với bạn bè, chênh lệch khoảng cách với những người xung quanh. Và khi mà người ta nhận ra là mình là cái người mà tự nhiên lại thiệt thòi, so với bạn bè thì mình không bằng, đó là sẽ là cái mặc cảm tâm lý rất là lớn. Và từ đó nó sẽ sinh ra nhiều cái bất mãn trong cuộc sống. Nhưng cái vấn đề mà cái sự bất mãn đấy, hay là những cái vấn đề về tâm lý ấy, nó sẽ là những cái để nó kích phát, nó sẽ là những cái động lực cho cái tổ hợp của tăng tuế điếu này. Tăng tuế điếu thì có tổ hợp sao thiên mã, nhưng mà thiên mã ở đây không phải lúc nào nó cũng kích hoạt, nó sẽ rơi vào cái trạng thái tiềm ẩn. Thiên mã nó chính là nội tại, mà cái nội tại này nó sẽ cần rất nhiều những cái biến cố về tâm lý. Và khi mà con người ta thấy thiệt thòi, con người ta thấy bất mãn, thì con người ta mới vươn lên và làm việc nó mới điên cuồng được. Cái phần mà bất mãn với cuộc sống ở đây là một cái phần không thể thiếu được với cái tổ hợp của tăng tuế điếu này, đặc biệt là với cái tổ hợp của tuế phá nữa. Càng trong cái hoàn cảnh bất lợi thì họ càng vươn lên, cái sự nỗ lực vươn lên của cái mẫu người này cực kỳ là mạnh mẽ. Còn khi mà ở trong cái trạng thái ổn định, đúng không, trong cái thời bình đấy, người ta dễ là cái người mà bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Cái cách này dễ ham chơi, là ngủ quên trên chiến thắng. Tối phá thì cái tính hỏa mà, thế nên là người ta dễ rơi vào cái trạng thái là nóng nảy này, nóng vội này, cầm đèn chạy chiếc ô tô là tính của tối phá. Thế nên là cũng dễ làm hỏng việc. Tối phá nó luôn đi cùng với thiên hư mà. Hư nó là cái sự hư hỏng.
Và rõ ràng là cái phong độ của người ta cũng sẽ thất thường, cái mỗi người làm việc bởi cảm xúc, nên là khi mà đặc biệt là gặp những biến cố thì nó sẽ hiện ra rất là rõ rệt. Và đây là cái mẫu người của cái sự đấu tranh tối phá, mà đấu tranh với những cái luật lệ, đứng về cái phe của người yếu hơn để bảo vệ. Mẫu người này thích phê bình này, cũng thích giám sát này, thế nên là người ta sẽ thích hợp làm trong những cái công việc này, mang tính chất là giám sát này, những công việc mang tính chất là phê bình này. Nó có một cái điểm gì đó giống với cái tổ hợp của sao hóa kỵ. Sao tối phá thì cái tính hơn thua hay là cái tính sĩ diện rất là cao. Đây là cái tính tiêu biểu của tổ hợp tăng tối điếu. Hơn thua cái sự ganh đua, cái sự tranh đấu cũng rất là nhiều. Tối phá thể hiện đấu tranh, điếu khách nó thể hiện cho cái tính sĩ diện. Tăng môn thì nó thể hiện cho cái mẫu người lo nghĩ nhiều, trách nhiệm cao. Và cái mẫu người này, đặc biệt là trong cái giai đoạn đầu đời đấy, thường hay gặp những cái hoàn cảnh nó bất lợi. Ví dụ như gia đình của mình đấy, nó không bằng gia đình của bạn bè, đúng không? Đặc biệt là trong những cái vấn đề về tâm lý, bố mẹ không quan tâm về vấn đề tình cảm của con cái như thế nào, không quan tâm về con cái mình thích gì đấy, cứ áp đặt theo cái cách của bố mẹ thôi. Thì đó cũng là một cái nó ảnh hưởng ngay từ trong cái giai đoạn đầu đời của người ta. Nói chung là thiệt thòi hơn so với bạn bè, thiệt thòi hơn với các cái bạn đồng trang lứa. Và nó sẽ sinh ra một cái vấn đề về tâm lý khóc hư đấy. Có rất nhiều tâm sự không giải bày được với người khác, nó sinh ra những cái tiếng khóc, những cái tiếng thở dài ai oán. Tiếp theo mình nói về cái tổ hợp sao tối phá khi mà nó nhập vào cung hạn. Thì đầu tiên nó thể hiện cho những cái hoàn cảnh bất lợi. Tối phá thì nó luôn xung với tổ hợp của sao thái tuế. Thái tuế là thời thuế rồi. Rõ ràng là đến hạn đó thì con người ta sẽ chọn cái con đường là mình đi ngược lại cái xu thế, mình đi ngược lại với cái đám đông, mình chọn cái con đường nó khó khăn hơn, đi ngược chiều. Đấy, gọi là những cái nghịch cảnh, những cái điều kiện bất lợi. Và mình sẽ hay gặp phải những cái dư luận, số đông chính là dư luận. Thứ nhất là mình sẽ không được cái sự ủng hộ của số đông, đó là một cái điều thiệt thòi hơn. Cũng là cái cách đơn thương độc mã. Và đấy, nó đi cùng với bộ sao thiên hư, hư nó thể hiện cái so cái sự hư hỏng này. Chúng ta dễ mắc những cái sai lầm hơn này. Và tối phá thì nằm ở trong cái tam hợp của sao thiên mã. Nó cũng thể hiện một phần là những cái thay đổi ở trong cuộc sống, thay đổi công việc này, thay đổi nhà ở này. Bắt đầu đến lại vận đó thì chúng ta bắt đầu là thay đổi và vận động rất là nhiều, thay đổi nhiều. Nó thể hiện một số cái phần liên quan đến cái bệnh tật nữa. Các hệ thống bệnh về bài tiết này, hệ thống về thận này, bệnh về hệ thống răng miệng nữa. Phần 5 khi mà mình nói sao tối phá vào các cung. Thì đầu tiên khi mà sao tối phá vào cung phụ mẫu thì cha mẹ và con cái thường là sẽ không hợp tính nhau, rất là khó ở với nhau. Và trong gia đình cũng vậy, bố mẹ cũng hay có sự bất đồng quan điểm. Tối phá mà đóng ở cung phụ mẫu thì cái hệ thống cung tật của mình nó sẽ có sao thái tuế. Thế nên là mình cũng là cái người mà hay dính những vấn đề về pháp luật, pháp lý này, ra ngoài thì dễ dính thị phi này. Tiếp theo khi mà cung Phúc Đức có bộ sao tối phá thì ở đây anh em họ hàng thì không được ưa nhau cho lắm, hay dễ xảy ra những cái chuyện bất bình này, hay xảy ra tranh cãi này. Và trong dòng họ sẽ có rất nhiều người mà trái tính nết này. Nói về cái vấn đề mộ phần thì mồ mả tổ tiên nó dễ bị thất lạc này, có những cái lần mà đập đi xây lại này. Đấy, phá trong cái tam hợp thiên mã đấy, vừa phá vừa di chuyển, nó dễ bị mất mồ mất mã. Tối phá đi với thiên hư đấy, đúng không? Khu mồ mã nó hay gần những cái dòng nước, nó không được sạch cho lắm. Cái khu đất mà làm mồ mã chẳng hạn, nó hay dính những cái vấn đề liên quan đến quy hoạch này, liên quan đến vấn đề về đấy, những cái khu mà không được làm thì mình lại làm ở trong đó. Cái cung nô bộc mà có tổ hợp sao tuế phá thì thường là mình không được cái sự ủng hộ từ bạn bè cho lắm. Thường là người ta hay chống đối với mình, người ta hay khó chịu này, bất đồng quan điểm với mình này. Cái cách này cũng là cái cách vất vả, không được cái sự ủng hộ, đơn thương độc mã. Cung thiên di mà có tổ hợp sao tối phá thì đây là cách mà mình đi ra ngoài đấy, dễ bị người ta ghen ghét. Cái cách này thì khi mà chúng ta đi làm ăn xa hay là xuất ngoại thì rất là bất lợi. Nhưng mà nó cũng thể hiện mình là cái người mà cái tính đấu tranh rất là mạnh. Mình là cái người mà hơi bao đồng, thấy chuyện bất bình chẳng tha, mệnh có sao thái tuế mà. Thích hợp để làm những công việc liên quan đến hành chính, luật, công vụ. Cung quan lộ mà có tổ hợp sao tối phá
Thì đây là cái cách mà đấy, nó cũng gặp rất nhiều những cái điều bất lợi. Tối phá mình đi ngược lại thời thế mà. Có những cái việc nó thời kỳ này nó không còn hot nữa nhưng mà mình vẫn làm. Đó là cái cách mà mình chọn đi ngược lại với cái thời thế. Hay là trong công việc đấy, mình rất là khó được cái sự ủng hộ từ đồng nghiệp hay là từ sếp này. Lại đấu tranh, lại bất đồng quan điểm với những người ở trong công việc. Công việc nếu mà liên quan đến cái công tác về kiểm tra, giám sát này, hay là bắt bẻ các cái lỗi, rà soát ấy, thì rất là hay. Cung phu thê mà có tổ hợp của sao tối phá, thường thì vợ chồng sẽ hay bất đồng quan điểm với nhau. Đấy, nay giận mai hờn. Thiên hư thì đóng cung phu thê nó cũng thể hiện cho những cái tiếng khóc ai oán nữa. Nói chung là có rất nhiều những cái tâm tư mà không chia sẻ được cho nhau. Đấy, lâu ngày nó tích tụ lại. Đúng không? Nó thể hiện cái sự thiệt thòi. Và cái thường là cái người hôn phối cái sức khỏe nó không được tốt lắm. Thiên hư nó đại diện được cái vấn đề về thận nó hơi kém, răng hơi xấu. Và cái người hôn phối nó thường sẽ rơi vào cái thế yếu. Vì khi mà thiên hư đóng một cung phu thê thì mệnh mình sẽ có bạch hổ. Bản thân cái mệnh cung ấy sẽ là cái người lấn lướt cái người hôn phối. Cung tật ách khi mà có tổ hợp của sao tối phá thường là sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề về răng miệng này, hay là vấn đề nhổ bỏ này, hay vấn đề răng nó sẽ kém hơn này, không được đẹp. Và tối phá đóng ở cung tật thì một phần là mình ra ngoài đấy, hay có cái người mà chống đối, không được cái sự ủng hộ từ người khác. Và cái tổ hợp mà tối phá thì những cái bệnh về tai mũi họng này, thiên hư thì chủ những cái bệnh về hệ thống thận này, khí huyết kém này. Đấy, và thiên hư nói chung đấy, nó sẽ thể hiện về tổng bộ cả cái cơ thể của mình, hệ thống nội tạng ở bên trong. Nó sẽ bị hư hao đi nhiều. Mình không chú ý đến cái sức khỏe của bản thân. Một khi hư là thường là các cái cơ quan trong cơ thể thì nó đều bị hư. Tiếp theo thì cung tài bạch có bộ sao thiên hư. Thì cái cách này, tiền bạc của chúng ta đấy, nó cũng khá là khó khăn. Thường ở trong cái thế là mình phải đấu tranh. Và cái tư duy kiếm tiền của mình đấy, cũng là cái tư duy đi ngược lại với thời thế. Đi ngược chiều. Những cái mà người khác không làm thì mình lại làm. Đó, rõ ràng là mình chọn cái con đường đó, nó khó khăn hơn. Nhưng mà rõ ràng nó sẽ ít cái sự cạnh tranh hơn. Cái tổ hợp này thì cũng là tiền trở hậu thành. Và cái vấn đề tiền bạc này nó sẽ có cái sự tranh cãi, có cái sự đấu tranh, có cái sự đòi quyền lợi ở bên trong. Cung điền trạch mà có tổ hợp của sao tối phá thì nhà đất nó hơi khó tích lũy, dễ bị tranh chấp này. Mối quan hệ mình với hàng xóm nó cũng không được tốt lắm. Có nhiều người chống phá mình này. Hay là cái vấn đề sau này phải chú ý, nhà đất của mình dễ dính cái vấn đề về quy hoạch, vấn đề về pháp luật này. Cung tử tức mà có tổ hợp sao tối phá thì thường là con cái của mình ấy, nó dễ là nghịch ngợm này, hơi khó nuôi này, cái tính của nó lại chống đối này, thế nên là cũng hơi khó bảo này. Cái tính của nó thì cũng khá là nghịch ngợm, khá là năng động. Và khi có tổ hợp của thiên hư này đấy thì cái vấn đề mà cũng dễ bị xây bỏ con cái. Một vấn đề nữa là con cái và mình sau này sẽ cũng khó ở gần nhau được. Và thường là cái suy nghĩ nó cũng sẽ khác nhau, bất đồng quan điểm với nhau, khó có thể làm ăn chung, khó có thể là hòa hợp với nhau được. Thường sau này nó sẽ đi xa. Đối cung nó sẽ có cái tổ hợp sao thái tuế mà, nên là ra ngoài nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cung huynh đệ mà có tổ hợp sao tuế phá thì ở đây anh em nó thường sẽ không được hợp tính nhau đâu, hay có cái sự bất đồng quan điểm, dễ xa cách nhau, mỗi người một phương thôi. Và cái cách này thì nói chung là ở xa nhau thì nó sẽ tốt hơn. Sau đây thì mình xin hết về cái bài sao tối phá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.